Chiều ngày 27 tháng 6, thí sinh của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 đã hoàn thành bài thi toán và kết thúc ngày thi đầu tiên. Sau đề thi ngữ văn tương đối dễ thở vào buổi sáng, thì đề thi toán được nhận xét là khó hơn so với kỳ vọng. Một số nhận định đề có tính phân hóa cao, một số khác nhận xét đề gây khó ở phần số phức, vân vân. 35 câu đầu thì dễ, gọi là cho điểm, còn về sau thì mình không làm được, mình cũng chỉ định đỗ thôi. Chắc là cũng được trên 7 điểm rồi. Em thấy là mấy câu cuối khá là khó, là những cái dạng khá là mới mà em chưa có bao giờ. Năm nay so với đề thi năm trước thì có lạ không? Có, mấy cái dạng khá là mới. Em thấy đề toán năm nay khó hơn năm ngoái á. Và năm ngoái thì những câu 40-41 thì làm khá là dễ, nhưng năm nay thì khó hơn. Em thấy đề toán năm nay nó khá là khó so với em, tại vì em làm được có 40 câu xong rồi đâu em phanh vừa hết. Kết thúc ngày thi thứ nhất, sĩ tử toán quốc sẽ bước vào ngày thi thứ hai với bài thi tổ hợp buổi sáng và bài thi ngoại ngữ buổi chiều.